tức ở việc trong nhà nhà Chúa. Quý mừng sao tức tại nơi Chúa sẵn cho, sẵn cho mình lòng. Hiện tại đến đây cho con được thờ mừng Chúa, từ ngày tư minh như thế này, thì ngày là sự sức của chúng con, ngày là vua của các vua, ngày là Chúa của các Chúa, ngày việt ca thần. Cảm tạ Chúa và ngày đức trên thành ý, mình nói cho câu sự trong việc vững chắc lời hành sự của Chúa là lời đã phán trước khi chúng trên đất này. Mấy ngàn năm qua, cảm tạ Chúa vì ngài đã trở nên từ dòng thường xót. Cảm tạ Chúa vì ngài có hứa rằng người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hàng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Có nói về Đức Giê-ba rằng ngài là nơi kín đáo của chúng con và là đường đi của chúng con. Cũng là Đức Trời của chúng con, chúng con tin cậy như này vì ngài đã giải chúng con khỏi bị chi và khỏi những lệ đường này. Ngài đã nâng một ngày và che chở chúng con dưới bóng toàn năng của Chúa và chúng con được nâng đỡ bình tĩnh này. Sự chân thật của ngài và cái kiên của chúng con này, chúng con sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm hoặc tiêm bay ban ngày hoặc sự lệnh đi ra trong tất cả các sự tàn diệt phá hoại đường đường trường, thì sẽ hàng ngàn người sẽ đáp đền chúng con và muôn người sẽ đáp đền hiệu của chúng con. Sau tai họa chẳng đến gần chúng con và chúng con chỉ lấy mắt nhìn xem và cái sự báo trả kẻ ác, vì chúng con đã nhận cậy Đức Giê-ba là nơi nương náu mình và đứng trên cao một nơi ở mình, nên chẳng có tai họa nào xảy đến cùng với chúng con cả. Chẳng có ơn gì nào đến gần chặn của chúng con, vì ngài đã ban cho những tin sứ này bảo tin sứ chúng con cho các đường đội của chúng con và tin sứ của Đức Giê-ba nâng đỡ chúng con trên bàn tay mình, e chân chúng con nhằm hòn đá chặn, vì chúng con sẽ bước đi trên sứ tử và ra hổ mang có sức tự tư có đắn, chúng con sẽ giải đạo dưới trần, bởi vì chúng con đã trung thành với ngài, yêu mến ngài, nên ngài sẽ giải cứu chúng con, nên là chúng con lên lên cao, bởi vì chúng con tin về ngài, vì chúng con sẽ kêu cầu danh ngài và ngài sẽ đáp lời chúng con. Trong sự tăng truân, chính ngài sẽ ở cùng chúng con, giải cứu chúng con và tôi chúng con. Chúng con sẽ được hòa lòng rất lâu và ngài sẽ chỉ chúng con thấy sự cứu rỗi của ngài. Alleluia, con cảm tạ Chúa vì ngài đã hứa người sẽ làm chọn điều đó và cảm tạ Chúa Thánh Linh, ngài ở cùng chúng con luôn để dẫn chúng con vào đất thật lời của ngài. Ngài Chúa thì giờ thì ra này xin thật của Chúa thắp ngọn đèn và đưa chúng con soi sáng cho con, ngài dẫn chúng con vào sự công bình của ngài và sự sống đời đời của ngài. Thì Chúa chúc phước cho sự tôn vinh, chúc phước cho sự tôn cao của Chúa, chúc phước cho lời ca kính hát con dân lên Chúa như có một buổi lễ cùng mình thương dân như này và ngày nhà vậy. Và từ trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ con dân cảm tạ ơn Chúa, thì ngài Đức Trời trên thiên đường, ngài đã đổ cơn thịnh nộ của ngài trên khắp thế giới này, bởi vì người ta đã không nhận biết danh của ngài, không tin cậy đến danh của Chúa Christ và không tôn cao lời ngài, và bộ lớp cơn thịnh nộ của Chúa đang đổ xuống, ngài chúng tôi đổ xuống cho đến khi nào ngài hết lòng trời của ngài, thì ngài sẽ giải cứu họ ra khỏi quân dân và ngài sẽ ban cho con đường sự cứu rỗi. Con cảm tạ Chúa vì ngài làm ơn cho đất nước này, mặc dù chính phủ Việt Nam cũng là những người Việt Nam không tin Chúa Đức Chúa Trời, họ tin các thức thần của thế gian bởi vì họ bị lừa dối, nhưng mà chúng con biết danh ngài, bởi đó chúng con cầu thay cho xin Chúa thương xót. Ngài đã từng thương xót đất nước Việt Nam này, thì nếu chẳng phải tay của Chúa đưa ra thì nước Việt Nam này làm thế nào có thể tránh được cái bá quyền của Bắc Kinh phương Bắc? Với em chẳng biết cả năm qua luôn luôn bị đô hộ dưới lệnh thống trị của giặc ngoại xâm, nhưng Chúa có sự nhân từ ngài, ngài có sự ngôn luận của ngài dành cho đất nước này, và bởi đó Chúa giơ cái tên của đất nước của ngài ra để che chở. Và giờ vậy họ không biết cơ cầu thiên Chúa, nhưng chúng con cơ cầu thiên ngài xin Chúa thương xót. Từ giờ này đương khi nước Việt Nam bị đe dọa bởi dịch của Corona, trên khắp đất nước biết bao nhiêu triệu người đã chết và đang bị tàn phá bởi dịch Corona, bởi vì họ không tin cậy lời dạy từ ngài, thì chính Chúa đã hứa chúng con rằng nếu con cẩn thận lắng nghe tiếng phán của Chúa là theo luật pháp của ngài, thì ngài sẽ không để cho bất cứ chức bệnh nào mà đã dám cho sự tôi đó, thì ngài là đứng chữa bệnh cho đời đoàn. Và Chúa hứa cho chúng con rằng trong đêm vừa vượt qua cuộc linh này, bất cứ nhà nào ăn thịt chúng con, tức là bất cứ một mình nào xưng danh Giêsu Christ là Chúa của mình, thì phải bôi huyết trên con trên bàn thờ của cửa nhà đó, tức là tôn cao luật pháp thiên nhiên của mình. Và đã thật là đã thật mà chỉ có những người nào được Đức Chúa Christ bảo lãnh cho thì biết được bản lời, hầu cho khi thần của Chúa trải qua thế gian này sẽ thấy huyết chưa quên kẻ cửa nhà nào, tức là muốn nhìn của kẻ nào xưng danh Chúa Christ ra và tôn cao lời hàng sống của trời ra thì đi đi Chúa đã trải qua và cũng có sự hiện diện trong nơi nhà đó. Và chính Chúa đã phán chúng con nếu có hàng ở trong cũng có năng của Chúa lấy lời của Chúa để ở nơi góc mình tôn cao lời của trời thì sẽ không có tất cả dịch nào lây ra đến họ cả. Nhưng đến ngày hôm nay họ đã không làm được điều đó, bởi vì có rất nhiều người mang ra những người tin Chúa, rất nhiều người tin có Đức Chúa Trời, tin có Jesus Christ, nhưng họ không được dẫn vào con đường của sự đức và đời. Họ đi theo những người đã đứng giảng đó không phải bởi Chúa chỉ định, mà bởi cái đó như Chúa Giêsu đã phán là hãy để kẻ mù đứng kẻ mù khác của Jesus Christ. Chúng con đã làm đau xót vì trước đây chúng con đã từng kẻ mù, nhưng ngài đã chọn chúng con và đã dẫn chúng con để thắp sáng một ngọn đèn của ngài ở nơi chúng con,
để chúng con trở thành muối của đất và sự sáng của thế gian. Và bởi đó chúng con cầu xin Chúa cho chúng con cơ hội đặt chân chúng con trên chân đèn của Ngài để xuất phát mọi người trong nhà của Chúa. Với Chúa, xin Chúa cho linh thánh của Ngài ngày ra khiến cơ dịch của Ngài bị ngăn trở trở lại, để cho dân Việt Nam có cơ hội để đứng vững được trên đất tài hoa này. Bởi vì ở giữa đất nước Việt Nam này có hàng triệu người tin Chúa, nhưng mà chính phủ Việt Nam cũng nhận biết qua Chúa và chỉ cho các vị thánh của Chúa là tôn giáo mà thôi. Với Chúa, chỉ ta không cho, vì họ không biết. Giờ vậy, xin Chúa cho những con cơ hội để khiến cho họ thấy sự sáng tạo của Ngài, cầu cho họ được cứu nữa. Vì tất cả mọi người trên đất này đều dẫn Chúa dựng nên cái thành tựu của Ngài cho sự mua lần của Chúa để tìm một dòng của thánh của nước thành lễ của Ngài. Bởi đó xin Chúa thương xót. Con cầu xin Chúa thì sự nhân từ của Chúa và ơn Chúa bác sĩ đã người là sẵn sàng đứng đầu với sự nguy hiểm đó là họ bị kiểm tra sức khỏe, đo kiểm tra test thử nghiệm để phân biệt ai bị dịch để cách ly họ ra để chữa trị họ. Và họ đã bị kiểm tra rồi, sẵn sàng có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào để bị chắc thì họ không được đầy đủ và không nhìn thấy con virus đó ở trong không khí thể nào cả. Giờ vậy xin Chúa hằng thương xót. Chúa đã ban cho người con sự quân thân sáng để biên chế các loại thuốc để điều trị người ta, thì Chúa khiến cho họ có thể tránh được cái dịch corona này. Bởi vì các con vi trùng đó đều dẫn Chúa dựng nên có mục đích của Ngài. Chỉ những người nào không có sự trông cậy đến Chúa, tội ác cai trị họ thì họ có sự bảo vệ nữa, thì có những cái trùng nguy hiểm đó mới vào trong họ để tàn phá họ vậy. Nhưng họ không biết điều đó, họ đang chống dịch, họ không thể làm chống được dịch. Khi họ không ngờ phượng đôi trời thì không có cách nào họ chống được dịch cả. Bởi vì đó xin Chúa cho họ có cơ hội để nhận biết Ngài, có sự hiện từ của Chúa. Và vì có rất nhiều người tin Chúa chưa được sự tái tạo của Chúa, họ dễ dàng bị nhiễm bởi vì ma quỷ kẻ lừa dối sẽ được sự cái sự hủy thiêu biết của họ mà tất cả mọi trang. Bởi vì đó con cầu xin Chúa Ngài chỉ phán một lời thì vật điểm bảo hay điều người đặc biệt vấn đề thế nào thì Chúa khiến cho người ta dừng lại, khiến cho bị dừng lại trả lại và không lây lan nữa. Hầu cho nước Việt Nam này có cơ hội để nghe tin lành của Chúa. Với Chúa con cầu xin Chúa cũng như làm thương xót của Chúa mà tha thứ cho người mang danh người tin Chúa, nhưng đã vì không biết đất nên họ đã không có sự bảo vệ của Chúa trong lòng và không có sự tham thật của Chúa bảo vệ. Bởi đó họ bị nhiễm corona và bởi đó ma quỷ đã sử dụng người thế gian tấn công vào thánh của Chúa và khiến cho danh Chúa bị sỉ nhục. Ấy chẳng phải họ muốn như vậy, họ thiếu hiểu biết và làm ra. Xin Chúa thương xót, Chúa tha thứ cho, thì Chúa bảo vệ họ cho được chữa lành được rồi lại. Họ cầu cho họ nhận biết rằng họ đã không đi đúng đường của Chúa và bởi cái đó tâm thể họ bị tàn phá đi vì vậy. Vì Chúa đã phán với Thiên Chúa Chúa rằng dân ta bị diệt bởi thiếu sự thông nghiệp. Bởi vì ngươi từ bỏ sự thông nghiệp, chúng ta từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm cái tên ta nữa, ta từ bỏ các bạn hai ngươi, ôi lạy Chúa. Cơn giận của Chúa chỉ có chậm một nhịp mà thôi, đến buổi sáng sẽ có làm sửa lại mấy luôn sự thành tín của Chúa là lớn. Khi Chúa thương xót và tha thứ cho cơ hội để ngẩng đầu lên để nhận biết Ngài. Chúa ban ơn cho tất cả những người trong chính phủ Việt Nam, cho có sự quan tâm sáng để đối phó với tất cả mọi sự cùng lúc xảy ra, kể cả bình dịch, kể cả ngày đe dọa chiến tranh, những thứ hải đảo, cùng tất cả mọi thứ tham nhũng, gian ác của kẻ tham lam tiền bạc, gây nhiễu loạn xã hội. Thì Chúa ban cho người chúng chính quyền từ cái cấp đó có sự quan tâm sáng và những lúc quyền buộc cái lời họ thề tin để khi nhậm chức để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, thì Chúa khiến họ làm thành điều họ đã hứa. Các bạn một sự năng lực để có thể làm được công việc họ đã hứa. Trong những gì họ được chọn lấy. Con cầu xin Chúa có ban ơn cho tất cả các lực lượng an ninh, từ công an, trong các ngành đến bộ đội, biên giới hải đảo, chúng ban cho năng lực, chúng bảo vệ sức khỏe của họ, họ cho được bình an, họ được bảo vệ, họ làm trọng trách nhiệm của mình để bảo vệ biên cương, bảo vệ biên giới, bảo vệ biển đảo của mình. Cùng ngăn chặn sự lây lan của kẻ tham lam tiền bạc, đường dẫn những người khác và cho đất đầy cách vô trách nhiệm. Thì Chúa cũng ban ơn cho tất cả người nào làm công việc phòng chống dịch này, hầu cho không bị lây nhiễm với Chúa. Thì Ngài có chắc là nếu Đức Phật không canh sự thành thì người tay cứ thành đứng đúa cầm, nếu Đức Phật không xây cất thành thì người xây không cầm để Chúa chẳng có thể chống được cơ thể của Chúa. Nhìn chúng con cầu xin Chúa hàng thương xót khi giảm bớt cái thành công của Chúa để cho được người có cơ hội ngừng bật lên để nhận lấy Ngài. Nếu họ đã được nhận các cơ hội của Chúa rồi hoặc cố tình không nghe nữa thì bây giờ Chúa sẽ phạt họ. Vì sáng nay chúng con nhóm lại thờ phượng Chúa vì trách nhiệm của chúng con tôn cao đến cuộc trời và chúng con là chức vụ các tôn cao này, bởi vì vâng phục theo cầm quyền mà chúng con phải cách ly
và con đã đến tôi Chúa tiếp tục giảng ra và truyền kiến sự của Chúa, hầu cho dù trong bất cây nhà ngày nào họ cũng có lời của Chúa để tôn cao. Có anh vẫn đang còn sống để tôi dựng tôi lên mình. Chúa ban phước cho sự thực vật, Chúa ban phước cho tất cả công việc của chúng con. Hầu Chúa được tôi trước mặt Chúa để làm trọng công việc Chúa giao cho. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa ca trị và ban phước cho tất cả những người quý giá này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đọc Thi Thiên ba này chúng ta sẽ đọc là ba lần. Chúng ta cười sửa Đức Giê-hô-va ơi, kẻ thù địch tôi đã tên nhiều dường bão, lắm kẻ dây lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu lỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi, và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi đến những tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thanh Ngài đáp lời tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bề. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi, vì Chúa đã vả má các kẻ thù địch tôi và để gây lăng kẻ ác. Sự cứu chuộc thuộc về Đức Giê-hô-va, nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cầu bình tôi đã tên nhiều dường bao, lắm kẻ dây lên cùng tôi đây. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là đại thiên trở che tôi, Ngài là sự quy hiển tôi, và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi sẽ không nao muôn người vây tôi gắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi, vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bể gây răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ thù địch tôi đã thêm nhiều dường bão, lắm kẻ dây lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi, và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thanh Ngài đáp lời tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi sẽ không nao muôn người vây tôi gắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi, vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, nguyện phước Chúa Ngài giáng trên dân sự Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ hát tự của Chúa cùng dân. Alleluia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mong sự vui lòng Chúa khi tất cả mọi sự được xảy ra. Trong một trường đặc biệt, chúng ta bảo vệ người dân đoàn để tìm một sự thánh nhân này. Con cảm tạ Chúa vì được chưa chọn. Và rất có quyền một cảm ơn Chúa vì Ngài chân con qua sự thánh này. Đó là hành muốn chúng con được ở với Ngài, đời đời, đời thiên đàng. Cảm ơn Chúa, với đức tin sự vui lòng của Chúa, chúng con thân thiết và nhà của Chúa, các lễ đại kiến. Các thế phần người có sự tạ ơn của Chúa, và chân chúng con. Thì Chúa Quốc bắt ơn cho thánh của Chúa, và thế giới quý giá này, thì Chúa bắt ơn cho tất cả người. Sự Chúa, Chúa đã ở nơi nào khi họ lòng họ hướng về đến thánh của Chúa, hướng về lời hàng sớm của trời, thì Chúa và lòng họ bắt ơn cho, thì Ngài phát ra cái sự đổ thần, Ngài trên luôn, Ngài khiến chúng con biết cái lời của Chúa, là Chúa, chỉ đi Chúa được đến. Thì giờ này, chỉ Chúa bắt ơn chính con cái cuộc đất này, sẽ hồi của Chúa trong sự phù hợp của Ngài. Cảm ơn Chúa, một thành kỳ cầu về, trong danh của Jesus Christ. Amen.